của bạn các ca đoàn tổng hợp. Thánh Francisco khó khăn sinh tại Assisi khoảng năm 1182. Cha ngài, ông Leonardo, là một thương gia thơ sởi nổi tiếng. Mẹ ngài là bà Bica, một người đạo đức, đã hôn đúc ngài trở thành một vị thánh thời gian. Ngài đã ca tụng Chúa
vô tư chúng ta trở nên bài ca ngợi Chúa và ban cho những người chúng ta thắng. Chúng ta cũng cầu nguyện cho anh em gia trưởng trong ngày hôm nay cũng biết bài của người ban xin cô để chúng ta làm cho gia đình chúng ta giàu có không bằng vật chất mà bằng đời sống đạo đức và cùng là của Chúa sẽ. Chúng ta cũng hợp lý cầu nguyện cho các hồn Anna, hai hồn Maria và bốn Maria và ơn Thiên Chúa. Xin cho chuyến đi được bình an, xin cho cao mộ được tốt đẹp và nhóm nghệ sĩ hiền hoàng xin cảm ơn Thiên Chúa chúng con. Giờ đây chúng ta thấy cơ bản lần sáng hối hỏi tội lỗi để thế chúng ta dân được Chúa thương chức. Lạy Chúa xin thương xót cho con. Lạy Chúa con đã cho con lên Chúa. Lạy Chúa xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Là Ngài luôn cứu độ cho chúng con. Xin Chúa bằng đặc biệt xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Thank you.
chúng con cầu xin ngài linh sư khi công văn chúa là thiên chúa và là chúa chúng con người ở trong và hiền tri cùng chúa hiền nhiên với chúa anh thật điều muốn có muốn đời. Bài chúc thơ thánh Phaolô phong đồ gửi tín hữu Galata. Anh em thân mến, phần tôi ước gì tôi đừng quên mình về một điều gì khác ngoại trừ về thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ cái thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi và tôi cho thế gian, vì chứng trong Đức Kitô có các vị hay không cũng chẳng có giá trị gì. Điều quan trọng là trở nên một tạo vật mới. Nguyện chúc bình an và lòng thương xót đối với những ai lập theo quy tắc đó và cho cả Israel của Thiên Chúa nữa. Từ nay trở đi, ước gì không ai làm phiền tôi nữa, vì tôi mang trong mình tôi dấu ấn Chúa Giêsu. Anh em thân mến, nguyện ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng anh em. Amen. Đó là lời Chúa.
lấp đầy cái khoảng trống
giải thích như thế, thì chàng trai đứng yên, khuyên giọng nước mắt bằng trên má. Anh bước tới, anh xé một cái màu tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một màu tim đầy thương tích của mình để trao lại cho chàng trai. Chúng không hoàn toàn khớp với nhau, chúng tạo nên những đường lởm chởm ngổ nghề trên trái tim của chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nữa, nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong trái tim của anh. Kính thưa quý bạn chị em, cuộc sống là như thế, tình yêu là như thế, cho đi bao giờ cũng khuyết cũng mất, nhưng rồi chúng ta lại được nhận lại, cho đi nhận lại để giống như biết cho biết nhận. Nhưng có những tình yêu hy sinh chỉ cho mà không bao giờ được nhận, nhưng vẫn cho, đó là tình yêu hoàn hảo hơn nữa. Bởi vì một tình yêu vô bình lợi, một tình yêu quên mình, một tình yêu thảm chết đã bị thiệt thòi cho người yêu được hạnh phúc. Cuộc sống và ấn ban là như vậy, sống là trao tặng, sống thật trọn vẹn với tất cả niềm tin và mang lại ý nghĩa cho những gì tầm thường nhất, nhỏ nhặt nhất, và mặc lấy niềm vui cho những âm thầm đồng điệu cuồn tráng nhất. Đó chính là bí quyết để được hạnh phúc và bình an. Tất cả các vị thánh đều đi qua con đường đó, nhưng mà hôm nay đặc biệt chúng ta nói đến thánh Francisco Assisi. Ngài đã sống để rồi Ngài để chúng ta hãy hát lên, hãy ca lên chính lúc dâng hiến, những lúc trao tặng, những lúc cho đi là những lúc nhận lại bản thân, chỉ những lúc chết đi là những lúc nhận được cái sự sống muôn đời. Đó, Thánh Francisco Assisi, thánh giáo mừng thánh hôm nay, chủ chỉ có 45 tuổi thôi, tuổi rất là vấn vọng, nhưng Thánh Francisco đã mãi mãi để lại một hình ảnh trẻ trung. Ngài là một trong những vị thánh được nhắc đến nhiều nhất ở trong giáo hội và được nhiều người yêu mến, và ngài một vị thánh mà gợi lên cho người ta nhiều cái cảm hứng cho văn chương, cho nghệ thuật. Sứ nghiệp của Thánh Francisco nó vượt thời gian, bởi con người của Ngài, con người của tuổi trẻ, tuổi tác không phải là điều kiện thể lý cho bằng bầu khí của tâm hồn. Không khí đối với Thánh Francisco Assisi, không khí, ánh sáng, mặt trời, niềm vui, hạnh phúc, cuộc sống, con người, vân vân, đó là những yếu tố cần thiết để tạo cho một bầu khí trẻ trung trong tâm hồn. Và đó là điều mà chúng ta đã bắt gặp ở trong cái bài ca tạc vật, bài ca vạn vật của Thánh Nhân. Ngài rất yêu thiên nhiên, gọi là anh mặt, anh mặt trời, chị mặt trăng, chim muông cẩu thú, hoa lá, ngài sống gần núi và ngài nhận ra tình yêu bao la vĩ đại, quyền năng to lớn của Thiên Chúa như tình yêu của Ngài ở trong tất cả mọi tạo vật mà Ngài đang được chứng kiến. Trên cuộc đời của Ngài một bài ca với những dòng nhạc, những cung bậc hòa lên bản trường ca tình yêu tuyệt vời. Trong nhiều thế kỷ, người ta đã không ngớt ca ngợi Thánh Nhân, một con người rất đơn sơ nhưng sức thu hút tất cả mọi người, sự khiêm tốn nhỏ bé của tâm hồn thánh thiện đã biến những cái tầm thường thành cái phi thường, đã biến cái đơn sơ nhỏ bé trở nên cao cả vĩ đại. Như vậy kinh mừng chúng ta nghe đó, Chúa nói cảm tạ Cha vì Cha đã mặc khải nước trời không phải cho những người hiền triết khôn ngoan mà cho những
những người bé nhỏ. Cái sự khôn ngoan của Thiên Chúa là sự khôn ngoan của tâm hồn khi tôi nhận mình bé nhỏ thiếu thốn, Chúa sẽ thúc đẩy khí hoạt trong mình. Vâng, cuộc đời của Thánh Francisco khám phá ra vẻ đẹp triều biệt của Thiên Chúa qua thiên nhiên, những gì rất gần, rất thật. Cho nên tình yêu của Ngài mang một cái cách rất là cụ thể, bởi vì Thánh yêu mọi người, yêu mọi vật. Dưới cái nhìn Francisco, mọi chúng ta đều trở nên sinh động, đáng yêu và đầy nhân tính. Cho nên Ngài đã yêu thương tất cả, từ con người cho đến con vật, chim cầm thú, thiên nhiên, mặt trời, mặt trăng, như là những người yêu của mình, để Ngài nhìn thấy Thiên Chúa qua những bản vật ấy. Thế rồi Ngài biến cuộc đời nghèo khó của mình trở nên hồng phúc cho tất cả chúng ta. Hôm nay ta đoàn tổng hợp cao viên, những người phục vụ thánh nhà trong giáo xứ chúng ta đã chọn Thánh Francisco chứ không làm một mạng. Để rồi chúng ta bắt chước gương của Ngài, gương phục vụ trong khiêm tốn, gương từ bỏ hy sinh để góp phần ca ngợi Thiên Chúa, mang Chúa đến trong tâm hồn mọi người qua lời ca tiếng nhạc của mình, và nâng tâm hồn mọi người đến gặp Chúa bằng lời ca tiếng nhạc, cũng chỉ bằng vui, bằng biệt và bằng một trái tim yêu mến, một trái tim từ bỏ, một trái tim đáng hy sinh. Nó sần sùi một chút nhưng nó nói đến một sự hy sinh. Khi chúng ta biết từ bỏ, hy sinh học giờ, hy sinh sức khỏe, hy sinh cả tiền bạc nữa, hy sinh rất nhiều để có những giờ tập hát, những giờ đi hát lễ, chính Chúa sẽ bù đắp và ân thưởng gấp bội, gấp trăm, gấp nghìn lần như Ngài đã từng làm cho những tôn chúng đạo của Ngài. Chúng ta cùng nguyện xin Thánh Francisco nhận lời để rồi giúp cho các cao niên chúng ta biết hy sinh phục vụ, biến cuộc đời của mình thành một bài ca chúc tụng vinh danh Thiên Chúa. Và như tinh thần của Thánh Francisco, chúng ta cầu nguyện Thầy Chúa từ nhân xin cho con biết lấy yêu phục sự Chúa trong mọi người, để qua lời cảm kích nhất của chúng con mang yêu thương và nơi oán thù, mang thứ tha và nơi năng nhục, nhằm tin kính và nơi nghi nan vân vân, tin cậy thời gian chúng ta bắt nguồn từ một trái tim yêu thương, phục vụ vô bị động sẽ có sự biến đổi của mình yêu thương. Xin chúc chúng ta cho các thành viên phục vụ thành nhà giáo xứ, cho các bậc làm cha làm mẹ của các thành viên, cho các ân nhân tất cả chúng xin cho những người đang phải trải qua những cơn thử thách
biết nơi gương thánh nhân mà nhìn lên Phật giảng chúa hiện những đau khổ hiện ngày nên của lễ kính lên thiên chúa cha chúng bay cùng cầu xin chúa Chúa chúng con dâng hiến lễ vật này để kính nhớ Thánh Phanxicô,
vì Thánh đã trọn đời mê say vào điện thần giá. Xin Chúa thương chấp nhận và chuẩn bị lòng trí chúng con cử hành mầu nhiệm cao cả này. Chúng con cầu xin ngài Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Thank you.
Xin Chúa cùng với anh chị em chúng con đang ăn kiến những địa phương sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tôn kính các bạn cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con được yên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho những kẻ đồng bằng hữu sanh tôn nhân Chúa. Chúng con này xin vui thương do tất cả chúng con cho chúng con được vững vàng sự sống đời đời. Cùng Đức Chúa Trời Maria Mẹ Thiên Chúa, Đức Giôse và trong lập Đức Chúa Trời Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã giúp đỡ lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ra đời và tôn vinh Chúa. Đến khi sự thi công bao trùm chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần nên muôn đời.
Kính thưa cha, trong thời gian cha về làm cha sở giáo sứ Hy Lạp,
cha là những nghệ thuật truyền thống tốt đẹp, cha cố vì là quan tâm đến các ca mọi. Cha hay nói gì rồi là sau chủ đề là ca đoàn, và các đoàn có nhiệm vụ làm cho thế lễ trở nên thánh thiêng qua lời ca tiếng hát. Và từ đó cha bắt đầu quan tâm hướng dẫn ca đoàn hát làm sao phải hay có tâm tình, vì cái thánh ông trong lòng đó hát là cầu nguyện hai lần, và mỗi lần chúng con sai cha lại mỉm cười nhắc nhở chỉ bảo cùng chung một những người dễ nhìn phải làm sao, các ca viên phải bảo vệ sao cho đời. Cha cũng đã mở ra các lớp đào tạo ca chỉ và luyện thanh để chúng con có cơ hội thông tin. Khi cha về thành xứ, cha nhận thấy các đoàn xứ phải phát xuyên suốt các nghi lễ trong tuần để chia sẻ cùng các đoàn xứ và tạo điều kiện cho mọi người yêu mến thánh ca được phục vụ. Cha đã dạy công mời mọi mọi người có khả năng ca hát cùng tham gia phục vụ. Đến nay giáo xứ đã có thêm hai ca đoàn và hai giới gia chủ và hiền mẫu. Mặt khác, cha đoàn lại được hoa lương cùng tham gia hát các lễ chiều thứ hai hàng tuần. Và để đoàn kết các ca đoàn trong giáo xứ đạt được nhau, nâng đỡ nhau, giúp nhau ca hát và phục vụ tốt hơn, cha đã thành lập ca đoàn cộng đồng. Chính nhờ thế mà chúng con có cơ hội quay lại với nhau để chia sẻ kinh nghiệm về ca hát và cùng phụ làm cho việc ca hát ngày càng sinh động hơn, tốt đẹp hơn. Đẹp hơn nữa là cha đã chọn cho ca đoàn vị thánh bảo trợ thánh Francisco Assisi từ bỏ để vâng, tinh thần từ bỏ để phục vụ cũng phải dễ. Cha kêu gọi chúng con đi tinh tâm vào lúc 18 giờ. Cha đợi mãi đến gần giờ đấy, cũng chỉ được một số ít ca viên. Vì vậy cha phải rời tinh tâm lại xa thánh lễ. Lên đến hội trường thì một số lượng ca viên tham dự của tinh tâm cũng không nhiều. Nhìn cha hiền, hết buồn và lòng con cũng nghẹn ngào. Nhưng cha không nản lòng, vẫn đợi chờ và buổi tinh tâm diễn ra tốt đẹp. Qua đó chúng con thấy chúng con chưa dám từ bỏ bây giờ để đến với Chúa sớm hơn, để tinh tâm tham dự tinh tế đi thẳng thắn. Còn nhiều sự từ bỏ khác như là một khách thị yêu thương và tham chúng con chưa làm. Nguyện xin Chúa và kính mong cha bỏ qua cho chúng con. Nguyện xin Chúa qua lời cầu nguyện của thánh bảo trợ, xin cha tiếp tục hướng dẫn và dạy bảo chúng con ngày càng tốt đẹp hơn. Giờ đây chúng con kính xin cha thu nhận tặng hoa tươi thắm để thể hiện lòng tri ân của chúng con. Con xin hân hạnh. Cho vui vẻ và để vui thành thành phố vẻ bình bỉ
mỗi ngày cho thấy các giáo viên càng gia tăng hơn đã là một điều đáng khích lệ. Trái lòng cảm ơn cầu chúc cho các chị em tiếp tục nhân thành trong công việc công tổ, được bình an, được mạnh khỏe, quan điểm làm được thuận lợi, nhiều thời gian hơn để chúng ta phục vụ thầy lãnh đạo, nhất là chúng ta phục vụ trong tinh thần biết ơn Chúa, và chúng ta cố gắng làm sao để văn minh thế hệ kế thừa chúng ta, và chúng ta lớn lên, chúng ta già đi, chúng ta không có sợ bởi vì lớp trẻ kế tiếp chúng ta để xây dựng gia đoàn. Những bạn sinh viên giáo sư xin Chúa chúc lành cho chị em để chúng ta tiếp tục phục vụ con lời ca tiếng hát tiếng đàn mọi người trong các thế hệ thành người Chúa, đó là hạnh phúc của chúng ta. Xin một lần nữa hãy nói cho tất cả cộng đoàn sự chúc mừng con thầy và chị em đã ủng hộ chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và cùng cha. Xin Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Để là sao cho anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa. Lạy Chúa Giêsu,
con thờ lạy Chúa.